Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, câu chuyện em Lương Thị Thu Hà, học sinh lớp 6D, trường Trung học cơ sở Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ, nhặt được của rơi trả lại người bị mất, đang được nhà trường và địa phương tuyên dương điển hình về hành động đẹp. Với một người phụ nữ phải chắt chiu, tích cóp từng đồng để lo trang trải cuộc sống sinh hoạt thường nhật như bà Đào Thị Thành, thôn Lê Bãi, xã Thủ Sĩ, thì 8 chỉ vàng 4 số 9 là tài sản rất lớn. Nên khi bị đánh rơi, bà Thành không khỏi hốt hoảng, hoang mang, tiếc của. Khi đã xác định tư tưởng không thể tìm lại được số tài sản trên, thì thông tin có người nhặt được khiến bà vô cùng mừng rỡ. Số vàng này là rất ý nghĩa với tôi, là vì cả tiền xương máu của chồng tôi, vì chồng tôi là thương binh. Trước đó vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 6 tháng 1, trên đường tới trường, khi đi qua khu vực chợ Ba Hàng, em Lương Thị Thu Hà có nhặt được một chiếc túi vải màu đỏ, bên trong có một sợi dây chuyền và một chiếc nhẫn vàng. Vào buổi chiều cùng ngày, sau khi xác định thông tin chính xác về chủ tài sản, em Hà và gia đình đã trao lại toàn bộ số vàng trên cho người bị mất. Vì em là một đội viên, em luôn phải trung thực và nhặt được của rơi phải trả lại người mất ạ. Được biết ở lớp, Hà là lớp phó học tập, luôn chăm ngoan, học giỏi, lễ phép với thầy cô, thường xuyên giúp đỡ bạn bè để cùng nhau tiến bộ. Em tích cực tham gia các hoạt động phong trào thi đua của trường, của lớp phát động. Thông qua cái tấm gương của em Hà này, thì nhà trường nhân rộng cái điển hình trong những năm học này và năm tiếp theo để lấy đó là việc tốt để giáo dục cái đạo đức, lối sống cho học sinh. Chúng tôi rất tự hào trên địa bàn xã Thủ Sĩ có những người con có cái tinh thần rất là tốt để cho các học sinh khác noi theo. Tuổi nhỏ nhưng suy nghĩ và việc làm của Hà thật đáng quý, đáng trân trọng, là bài học, là gương sáng để mọi người học và noi theo.